chỗ bán kéo này, đầu chợ luôn. Phiên chợ một thầy bác bán kéo. Xin phép qua xem cái này các bác nhá. Xin phép xem cái này tí. Cành cành trâu. Của bác bán kéo đấy, bán đồ đồ là một sai. Con này mình có bán không đấy ạ? Hay là mình chỉ mang đi chơi chung thôi? Con này có bán không hay chỉ mang đi chơi thôi? 6,5 triệu à? Ghê quá nhỉ? À. Đấy, phiên chợ bonsai cuối tuần, nhưng mà tôi đi một vòng rồi, không ăn thua, không có mấy cây quá, chỉ có vài cây thì hôm nay xem mua bao tiền ơi? Đấy. Cháu mua rồi đấy à? Chưa, đang hỏi. Cái gì à? Cánh trâu. Chân trâu, bây giờ gọi là chân trâu, nhưng mà ngày cánh xưa cánh mình đi rồng và nó mọc phong ở cùi rồng nên gọi là cánh trâu. Nó gọi là cánh trâu. Bây giờ gọi là chân trâu. Vẫn cứ gọi là cánh trâu như thường. Cái chân trâu. 6,5 triệu. Quả nhỏ đi ăn hơi chua chua. Đấy. Quả chín đen đen. Anh chỉ có đi chân trâu mới biết thôi. Thời chân trâu phải cái thời chúng tao. Ôi, bọn cháu vẫn ăn suốt. Nhiều lắm. Nó mọc hoa cũng ở bờ. Mà nó không có gốc to đâu, ít lắm. Ít lắm. Không có tình trạng. Bây giờ Trung Quốc nó mê món này lắm. 6,5 triệu. Đấy. Ông chủ đang bảo 6,5 triệu đấy. Ông phải chơi cơ. Thế ông không ấy thì ông chạy con dép ngay. Nghe thấy tiền là con bố chạy con dép ngay. Cây khá là duyên đấy. Đó đây. Còn đây là kìm kéo thứ đấy. Dao Nhật, dao Nhật. Đấy, dao Nhật. Dây 4 gì nhé. Đục, dìu. Các loại đồ cực kỳ. Em bên sang từ lâu rồi, anh em vẫn cứ đây này. Sang à? Sang từ nhà bác à? Hưng, đây là bác Hưng nhé. Đây nhà Lộc Vừng. Xung đẹp đấy. Tí nữa sẽ quay đến. Cứ đi từ đầu đến cuối. Đây là cây Lộc Vừng cao, đây của bác này nhé. Đấy, cây của bác này. Lộc Vừng. Zu 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 zu. Dù là chợ cuối tuần các bạn, đúng chủ nhật luôn này. Nhưng mà cứ hy vọng lúc đi là nó nhiều cây, nhưng mà không có, buồn thua. Đấy, sung thả nước nhiều quá. 3,5 triệu à? Ừ. Nước nhiều quả. Đúng không? Cây... À, lấy quay nhà là 2 quả đấy. Cây đấy đi chứ 2 quả đấy. Cây 2 quả. Có năng ấm nước với nó. Đấy, nhìn tặng mọi quả. Cây ăn nhìn cũng hay hay. 2,5 triệu. Ơi 2,5 triệu. 3,5 triệu. Em thật em mua cái này bao tiền? Thay của nhà em. Đấy. Em cầm chân thẻ rách phải 300 hơn. Em có 3 chân đấy. À, vẫn còn chân, cái hàng còn chân này nữa. Đây còn chân. Sáng nay bạn đi xa qua mua. Qua tôi đi qua rồi, tôi vòng lại lúc đấy tôi đang bận. Đấy, cái hàng vẫn 3 chân nhỉ. Nhà em bao được cái xăm đấy. Sáng nay em bán cái đồ vào nhà mua, đưa tiền. 3 tiền. 3 triệu. Nhưng mà em thay đổi đây. Tôi đi qua rồi. Đấy, là có cái sung này nhìn.
yêu yêu trong cái chỗ này. Bên châu kia thì không nói. Bồ đề. Thầy ơi. Hỏi ông bị cây. Này chú Thủy đang đến mùa hoa rồi. Đẹp chưa? Đó luôn, cất luôn. Xích luôn. Đẹp đấy. Kiếm cái đĩa mỏng mỏng để lên nhá. Mới kiếm. Có làm hai lốp. Hai lốp thì hơn đã. Hơn đã. Vâng, làm hai lốp. Cái này mới quý. Về cho cây vào. Này chiếu thủy. Có nồi lâu lắm cây mà cái hơn đã hai lốp. Hơn đã cũng là hai lốp thôi, còn cho cây vào là để bốn lốp thôi. Hoa thơm. Cây của chú Tị. Nhưng mà đang bận ở kia. Chắc cũng phải mấy củ cây đây. Đấy cây đẹp. Được nơi à? Đông lắm. Bây giờ tiền không bán cây này ngồi đây thì bán cái này từ từ. Sáng nay đã làm tí nào chưa? Nghe thơm lắm. Nay chủ nhật mà. Rồi chủ nhật mới đi làm chết. Làm thế chết. Đuối riêng. Rồi cẩn thận này. Ghê chưa. Bể tảng thiết kinh chưa. Chưa làm gì. Ghê chưa. Ai mua đâu mà bán. Mà ai bán đâu mà mua. Cây cối là càng ngày càng khó này. Ít quá nhỉ. Đầy cây đây. Đấy, đi được một đoạn này. Đi tiếp. Chả có cây nào đáng để dừng lại lâu lâu tí. Khó quá. Càng ngày càng rất khó mua. Nhất là khó mua về giá. Thế là được cây đẹp, bị xích hết rồi. Tất nhiên các bác mà không yêu cầu cầu kỳ thì đi chợ này rất là vui. Nhưng mua những cây như này nó rất đơn giản. Nó rẻ lắm, nó rất là rẻ. Đấy, tùy vào mỗi cái nhu cầu của mỗi người. Đâu mang cái nào đi bác? Em cái này được không? 555 điện là hoàn cười đây. Không hợp gu. Vừa thức này rồi. Đẹp nhưng vậy không hợp gu. Khổ. Nhiều cây biết là đẹp nhưng mà lại không mê. Không hợp gu. Đấy. Cũng được đấy. Đây cái chậu nó đi nhìn chậu ghê quá. À đây. Mấy đồng con đấy đấy? Chục à? Đây đấy. Vừa tốt là vừa cắt kiểu. Cái chậu nhìn ghê quá. Tròn chục à? Dán cho máy quay đi nhé. Vâng, tí phải vào đấy.
À đây, long hóa mới đấy nhỉ? Mới lên qua long hóa đấy. Vâng. Tí nữa đây mới là cái kia long hóa. Bây giờ nó không thể đi long, nó tí từng lòng rồi. Chốt nó sai, chốt chạy như là nhiều. Rồi. Cảm ơn thế. Long hóa. Long hóa và nó biến dạng. Đi tìm cái chậu này, chậu vào. Đúng rồi. Chậu này ông đi chậu vào để ông nhà ông bán chậu. Ra đấy, ra đấy. Chính là ngày xưa cốt kia cũng bệt đấy. Đó. Hoàn thiện, chơi luôn rồi. 10 triệu. Đẹp. Chắc nay cả chợ có cây này nhỉ. Này đi chợ cuối tuần mà ít cây, chả có cây gì. Còn không phải không có cây gì mà toàn những cây mình không đam mê, không thích. Đấy. Chỗ này những cây của con nữa. Cây ông nhạn nhỉ. Đấy trang hàng mới đấy. À thế à. Mỗi tội là không không mê hàng miền Nam lắm. Của ai đấy, cây của ai? Cây của ai chứ? Cây của anh Kiệt. À, Kiệt à? Chả biết. Ta được đi sang bên này, sang khu vực bên này.